đầu vào cao hơn hóa đơn đầu ra thì trong báo cáo kê khai của doanh nghiệp sẽ có dẫn đến những trường hợp là doanh nghiệp báo lỗ trên thuế khi doanh thu trên hóa đơn đầu ra bị ít hơn hóa đơn đầu vào những rủi ro mà doanh nghiệp gặp phải khi mà hóa đơn đầu vào và đầu ra mất cân đối thì khi mà xảy ra thực trạng mất cân bằng về hóa đơn cụ thể hơn là hóa đơn đầu vào cao hơn hóa đơn đầu ra thì trong báo cáo kê khai của doanh nghiệp sẽ có dẫn đến những trường hợp là doanh nghiệp báo lỗ trên thuế khi doanh thu trên hóa đơn đầu ra bị ít hơn hóa đơn đầu vào hóa đơn số liệu kê khai thống kê của doanh nghiệp sẽ tranh lệch không đúng với thực tế và với các trường hợp như trên thì cơ quan thuế sẽ tiến hành kiểm tra và yêu cầu doanh nghiệp giải thích về lượng hàng hóa trong kho so với báo cáo thuế. Đồng thời, doanh nghiệp cũng phải giải trình về số lượng kê khai thực tế so với số lượng kê khai xuất hóa đơn. Lúc này thì doanh nghiệp sẽ khó có thể giải trình để số liệu kê khai khớp với thực tế vì doanh nghiệp đã thực hiện kê khai báo cáo rồi. Thì như vậy thì doanh nghiệp sẽ khó tránh khỏi bị phạt về cái việc mà chúng ta không thể giải trình được số liệu. Như vậy các bạn là đúc kết ra được một cái kinh nghiệm là nếu như mà thiếu sát sao trong việc ghi nhận hóa đơn đầu ra và đầu vào thì sẽ dẫn tới sự tranh lệch mất cân bằng hóa đơn. Đồng thời khiến do doanh nghiệp các bạn phải đối mặt với nhiều rủi ro như là bị cơ quan thuế thanh tra kiểm tra hay là bị xử phạt về việc trốn thuế và báo cáo sai sự thật. Do đó công việc của kế toán là phải cân đối đầu ra đầu vào làm sao cho hợp lý với lại doanh nghiệp của các bạn đang hoạt động